Anh ba, làm gì gọi mình vậy? Em ngồi chơi game với lại sẵn có hẹn với thằng cháu em. Thằng ơi, cái gì vậy? Bữa nay sao mặt em thấy ghê vậy? Mặt em gì thấy ghê? Nó vừa mụn mà nó vừa sạm mà nó vừa... Thôi đừng nói giỡn anh. Đang thui nhìn lại cái coi kìa. Ủa gì ghê, nó nổi ghê ta. Bị gì vậy? Thôi đừng nói tao bị bệnh. Không có anh ơi, tầm bảy bả không anh? Thì bữa giờ quay phim ba chị của em đó, có anh quay nữa mà, nó nói gì vậy? Thì đúng rồi. Thì đó, bữa giờ quay 7 ngày. Mà sao quay phim bị gì ghê vậy? Thì em biết rồi, quay thứ nhất là make up nè, em thì bị dấn phấn. Rồi lại quay ngoài trời, nắng, nôi, mưa, gió nữa. Như nên là... điểm rồi, phấn bụi là mình bị dấn đúng không? Đúng rồi, nó nổi mẩn lên vậy đó. Thì sao không bên gà xì ba làm mặt đi? Gà xì ba hả? Ừ. Trời ơi, nói nghe nha, gà xì ba tài trợ cho em anh. Ghê vậy hả? Tài trợ cho em á, tài trợ chính của em á. Vậy mà không nhớ qua luôn. Không phải là không nhớ, mà tại vì em không có để ý là em bị. Bây giờ nhờ anh nhắc em mới biết nè. Vậy thôi giờ rảnh anh dắt đi, anh dắt em đi. Anh dắt qua bãi luôn hả? Anh cũng rảnh nè, đi. Nhưng chờ xíu đi, em còn hẹn cháu nữa. Có thằng cháu em qua rồi sẵn em dắt nó đi luôn. Nó dưới quê mới lên. Nó cũng khoái làm đẹp lắm. Dạ. Để sẵn tiền cho nó biết rồi thành phố là như thế nào. Ok. Dạ dạ. Khi nào nó về? Nè, nó. Dặn cho chú mới đi học về. Ừ. Dặn cho chú. Này lễ phép ghê ta. Lễ phép lắm. Không mà đứng dậy đi, mày quỳ hoài, người lập người lớn mày quỳ hoài vậy? Dạ không, con đứng từ nãy giờ chú. Nó đứng, đang đứng mà. Ủa đâu đứng đâu? Đây đây đây. Mày cho tao thấy nó đứng đó. Trời ơi, sao nó có một phút vậy? Ừ được, cái nó cao lắm. Ê, vợ con gì chưa? Dạ chưa, con còn là sinh viên mà chú. Cái mặt là sinh viên gì? Sinh viên. Trời, tại con già chút tuổi chú ơi. Vậy hả? Nó sinh viên. Sinh viên luôn hả? Hả? Trời ơi, vậy thôi bây giờ đi đi. Ê, nói nghe nè, rảnh không? Dạ, rảnh chú. Đây là chú. Chú ba nha. À dạ chú ba. Giờ mình rảnh không ạ? Chú cháu mình đi qua bên gà xì ba làm đẹp cho nó, gọi là chắc đi làm đẹp luôn. Cho mình biết đây biết đây với người ta. Dạ được. Không lẽ chiều nay cũng rảnh mà. Dạ đây 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 đây. Dạ, đây, ừ. Đây. Đây hả? Ê, chú ơi, chú ơi. Yeah, chú ơi. Chú. Yeah. Sao đúng? Đi vào đường la sao vậy? Nè. Đọc cho chú nghe nè, gà Sa Pa tặng miễn phí liệu trình trị mụn cho học sinh, sinh viên thời gian từ tháng 10 năm 2020. Các con là sinh viên này chú, được miễn phí. Ủa gì là mày là sinh viên là mày được miễn phí? Dạ đúng rồi. Nè. Xuống dưới vậy, hai mình về thay đồ luôn. À, không hả? Vậy nên thay đồ làm gì? Thay đồ sinh viên được miễn phí. Anh khùng quá à, sinh viên là nó có thẻ sinh viên đàng hoàng mới được miễn phí. Còn không lẽ anh mặc bộ đồ sinh viên vô anh làm miễn phí ở đâu ra vậy? Là phải có thẻ sinh viên mới được hả? Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi chú. Chờ một xíu nha. Làm gì vậy? Alo. Anh hả? Ừ. Qua liền nha, đi liền nha. Số 10, Nguyễn Thành Ý, phường Đa Cao, quận Nhất nha. Gà Sa Pa nha. Bên này nó đang có một cái chương trình tặng miễn phí liệu trình trị mụn cho học sinh sinh viên. Nhớ với mày, kéo thêm mấy đứa kia qua luôn cho tao. Tại đây miễn phí hết nha. Nhanh nhanh, lẹ. Ừ. Mày làm gì vậy? Dạ anh gọi cho mấy đứa bạn của con nó qua nó sử dụng cái này nè chú. À nó gọi cho bạn nó. Hay nè, hay là. Đây là được nào. Mày biết chia sẻ chứ. Mày kéo đông đông qua, mày kéo khoảng chừng 300 sinh viên thôi là cái xì bá nó ok đi. Thôi vô làm đi. Đi 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 đi. Thank you.